Cảnh sát giao thông triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước siêu bão Gian Dì. Chiều mùng 6 tháng 9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông ứng phó với siêu bão Gian Dì, tức bão số 3 trên địa bàn thành phố. Nhằm khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xác định nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông, tập trung hướng dẫn điều tiết giao thông trong điều kiện bất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với các đơn vị trong Công an thành phố, các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, các đội cảnh sát giao thông đường bộ từ số 1 đến 12, 14 và 15 bố trí lực lượng hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông tại các nút giao thông, các tuyến đường có nguy cơ bị ngập úng để tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thông suốt, an toàn trợ giúp người dân trong mọi tình huống. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện, thông báo ngay đến các đơn vị liên quan như công viên cây xanh, công ty thoát nước, đặt biển báo, tạm cấm người tham gia giao thông di chuyển vào khu vực nguy hiểm, ngập sâu, cây xanh đổ, huy động lực lượng phân luồng giao thông, giảm ùn ứ và ách tắc giao thông, phối hợp với công an, các đơn vị, doanh nghiệp, các công ty trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, 2 theo dõi sát diễn biến mực nước trên các sông, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông, neo buộc tàu xuồng tại vị trí neo đậu, tuyên truyền thông báo cho dân vạn trài các tàu xuồng không di chuyển trên các tuyến sông, tăng cường kiểm tra xử lý cá nhân vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến cơn bão số 3, bảo đảm các biện pháp ứng phó, góp phần hạn chế thấp nhất về người và tài sản, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên các tuyến đường thủy phụ trách.